조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국방위원회 위원장이시며 조선인민군 최고사령관이신 위대한 용도자 김정일 동지께서 주최 100 2011년 12월 17일 8시 30분에 현지 지도의 길에서 급병으로 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알린다. Vậy là sau một thời gian dài ngừng hoạt động, kênh đã trở lại. Nani? Ở đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân còn về đây Sài Gòn ơi. Vừa rồi là những cảm xúc của mình khi hay tin được YouTube cho phép hoạt động trở lại. Làm thế nào mà kênh được hoạt động trở lại là câu hỏi của bạn. Và mục đích mình làm video này, trước nhất và trên tất cả, video này được làm để nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn đến bạn, người đang xem video này, vì tấm lòng của bạn dành cho mình. Ngỡ ngàng là cảm xúc của mình, khi biết đã có bao nhiêu người đau buồn vì sự ra đi của kênh và đã ngày đêm mong ngóng đến sự trở lại này. Cảm động là cảm xúc của mình khi nhận được sự chào đón trở lại thật nồng nhiệt của các bạn qua những comment. Vui sướng là khi biết có người yêu thích kênh của mình, yêu thích nội dung mình làm. Không có bạn thì đã không có kênh này, và cũng đã chẳng có sự trở lại này. Bạn là động lực cho mình tiếp tục công việc này. Cảm ơn bạn. Bị Rồi. Oh yeah.